Xin chào quý vị và các bạn. Trong số trước của chương trình Phong thủy và cuộc sống, chúng tôi đã đề cập đến phần mặt tiền cũng như là hệ thống cổng cửa của đình làng. Và trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập đến phần hậu, đúng không ạ? Và phần hậu thì cũng rất là quan trọng trong cái hệ thống đình làng. Và xin hỏi chuyên gia Song Hà là nó có cái vai trò như thế nào trong cái phong thủy của đình làng ạ? Cái phần hậu ấy trong phong thủy nó được gọi là cái phần sơn, phần tọa sơn của mặt bằng. Và đây là cái khu vực mà trong phong thủy vẫn nói tiền là thủy, thủy thì chủ tài, nhưng hậu thì lại phần hậu là sơn, sơn thì là quản nhân linh. Cho nên là với tất cả mọi mặt bằng, mọi công trình thì phần hậu luôn luôn nó liên quan đến vấn đề nhân sự, nó liên quan đến vấn đề về nhân đinh. Thế cho nên là cái phần hậu của đình làng ấy thì nó sẽ nói về cái thế hệ sau, con cháu trai, các cháu trai, các cậu con trai trong làng sẽ ra sao. Đấy, cái hậu vận của những cái người mà ở cái mức tuổi bắt đầu là trên 40 tuổi là sẽ nhìn ngay được cái hậu này. Nếu mà hậu của đình như thế nào thì sẽ ứng với những cái người con trai trong cái làng như thế. Vâng, cho cháu xin được hỏi bác là với cái phần mặt hậu của đình làng bây giờ thì so với trước đây nó đã có thay đổi nhiều chưa ạ? Và nguyên thủy của nó như thế nào ạ? Nếu mà cái hậu đình hiện tại bây giờ ấy so với ngày xưa là thay đổi nhiều. Vì ngày xưa là sau hậu ấy thì là chỉ có một cái dãy đất đằng sau thôi, và có ba cây là nhãn, một cây ở giữa và hai cây ở hai bên đầu. Đúng rồi. Đấy. Tạo đấy, đấy, nó như thế. Chứ bên đình và bên ngoài này là một khuôn viên đất liền cùng với chung cùng chung, chứ không có những ngôi nhà này. Và cũng không có đường đi đằng này. Đấy, cùng mảnh đất thôi, liền với đình. Thời gian về sau này thì địa phương có đặt vấn đề là chỗ vệ sinh. Thì làm cái nhà vệ sinh, đằng sau chỗ cái nhà hậu. Thì như thế đến bây giờ so với ngày xưa là địa dư này là khác rất nhiều đằng sau. Ngày xưa chỉ có đất không thôi, mấy cây, ba cây thôi. Ba cây đó là ba cây là nhãn. Tức là cái thực tế hiện trạng hiện nay là tự nhiên lại có đường vòng quanh rất là cận, cận với hậu đình. Đấy, cái đó đã là một cái phạm phong thủy rồi. Thế thì trước một cái tình thế là do dân sinh, bây giờ chúng ta không thể có chuyện là lại bỏ cái đường ấy đi được. Mà chúng ta phải hóa giải, chấn ở phía bên trong. Thì chúng ta cần phải hiểu ngay từ ngày xưa các cụ làm ba cây nhãn là tạo thế tam sơn, ba cây trụm lại nên hòn núi cao mà. Thì các cụ là tạo ra một cái thế tam sơn để có phần hậu đình vững chãi. Mặc dù tiếp giáp đằng sau vẫn là đất đình, rồi xa xa là cánh đồng, nhưng vẫn còn phải có tạo thế như thế. Thì nay chúng ta còn có một phương thức là tại cái bờ tường ấy của cái vành đai. Đây này, tại cái khu vực bờ tường của vành đai. Đây, đoạn này chúng ta sẽ phải, cái bức tường sẽ phải xây cao chứ không được làm thấp như thế này. Xây cao hẳn bức tường lên. Đấy, xây cao hẳn bức tường lên. Và chúng ta tạo ra cái tam sơn luôn để tạo thành cái điểm tựa cho hậu đình. Đó, tốt nhất ý, thì là chúng ta tạo hẳn ra một tiểu cảnh tam sơn. Có núi và cây cối tươi xanh ở phần hậu đình. Nhưng nếu mà không có đủ điều kiện về diện tích thì chúng ta sẽ có cái bờ tường, chúng ta tạo ra cái thế của phù điêu đắp nổi lên. Xong rồi tô vẽ thành một cái bức tranh sinh động để tạo ra một cái thế tựa núi nhân tạo. Đó là cái phần ngoại cảnh bên ngoài. Bây giờ bản thể trong cái kiến trúc của công trình của đình hiện trạng này là cũng đã có cái sai phạm. Khi làm các công trình đình chùa này thì là nhất là đình luôn luôn coi trọng cái việc tạo thế chữ đinh. Gọi là cố tình tạo thế chữ đinh để cái phần hậu cung ấy lồi xuống. Đấy, chúng ta nhìn thấy hậu cung lồi xuống để tạo ra cái thế của chữ đinh lại móc xuống. Đinh là nhân đinh, chúng ta phải hiểu cái mục đích như thế. Nhưng chúng ta lại phải hiểu rằng tại sao ngày xưa đấy, các cụ làm chữ đinh như thế mà lại làm ba hàng cây nhãn tạo ra một cái thế vuông định vị như một chữ khẩu là bởi vì đinh, chữ đinh phải trên chữ khẩu thì mới là tăng nhân đinh. Còn nếu mà chữ đinh như bây giờ như thế này lại không có một cái hệ thống để tạo ra được chữ khẩu thì nó lại là hành độc đinh. Mà như thế là nhân đinh của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời là như bác đã nói là do cái phát sinh là làm một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho những cái người trông coi ở đây thì lại có cái bể phốt lại cũng để ngay ở phần hậu sau lưng đình. Thì đó chính là cái mà chúng ta sẽ phải dọn đi, bỏ đi, làm sạch sẽ. Và chúng ta sẽ sửa lại, tức là chúng ta sẽ
làm bằng toàn bộ từ cái móng của bên trong đình bằng lại. Chúng ta tạo thế vuông để tạo đúng thành so với mặt tiền và mặt trước của hậu đình ấy thành một chữ khẩu, để chữ đinh nằm trên chữ khẩu như là phương án mà Song Hà đã đưa ra trong cái quá trình tu tạo sửa chữa đây. Đấy, bác đã nhìn chưa? Khu này chúng ta sẽ làm tạm sơn đây. Hệ thống tạm sơn. Tại sao phải làm cái tạm sơn này là bởi vì có con đường. Con đường ngay sau hậu đường đi. Trước đây không có nên bây giờ mới phải làm. Chứ không phải là cứ cái đình chùa nào cũng phải làm đâu. Tức là cần gọi là hậu lộ đấy. Có đường đằng sau lưng thì phải chấn ngay bằng tam sơn. Hồ Bán Nguyệt đây, mặt tiền đây, toàn bộ phần đình đây, rồi hậu cung đây. Tất cả xuyên suốt thành một trục thiên đạo. Và tại trục thiên đạo chúng ta làm tam sơn nằm trong trục thiên đạo. Và sau khi mà phần hậu đã được vuông lại như thế thì những cái bên những cái chỗ mà của cái chữ đinh sẽ có hai phần trống, là chúng ta phải có cây cối tươi xanh để ở hai bên đấy, nạo hút sạch sẽ và để cây cối tươi xanh ở hai bên đấy để tạo ra các thế cây, gọi là thế cây hậu long và hậu hổ. Hậu hổ tức là cây ở cây gọi là mộc hậu hổ, tức là cái cây mà nằm ở phía bên hậu bên tay phải, và mộc hậu long tức là cái cây mà nó nằm ở phía hậu bên tay trái. Cây nào phải xanh tươi tốt. Chúng ta quan sát thấy là tại hiện trạng bây giờ chính phần chính cung là còn đang để cái lò hóa vàng đấy. Cái này là sai trong phong thủy đấy, chúng ta cần hiểu sai. Nó sai ở hai điểm. Nhất là tại hiện trạng thì cái lò hóa vàng thì lại quá gần cái cổng hậu đấy. Đây chúng ta nhìn lò hóa vàng và cổng hậu như vậy cách nhau có vài mét. Mà nguyên tắc trong phong thủy lò hóa vàng là phải là tìm điểm hỏa trong mặt bằng và có sự tụ khí. Nhưng mà chúng ta phải nắm được đây là một trận địa tọa tây hướng đông, thì chúng ta để lò hóa vàng về phong thủy là sai về ngũ hành. Hỏa sẽ đốt kim, mà kim này lại là kim đại diện của gì, của nhân đinh. Cho nên cái người con người ta là bao giờ cũng sẽ bị nung nấu, sẽ tìm cái vị trí đắc địa cho cái lò hóa vàng. Nó vẫn nằm ở bên tay phải của đình, nhưng nó sẽ nằm ở một cái vị trí phù hợp, chứ không phải là tại vị trí này. Vị trí để lò hóa vàng, cái điểm tụ hỏa phù hợp nó sẽ tại cái vị trí trong cái bản vẽ ở đây, chính là tại vị trí số 17 ạ. Đấy ạ, phía đông. Đông Nam. Đông Nam ạ. Đông Nam. Nó vẫn nằm trong khu vực phía đông đông nam của mặt bằng, là khu vực cực mộc. Thì cái hóa vàng nó mới là đúng thế cách. Và có cần phải lưu ý cái cách xây cái hóa vàng như nào không ạ? Đúng rồi, cái lò hóa vàng chúng ta lưu ý là ở đây ấy, là khuôn viên là đường xá tương đối bao quanh, nên là lò hóa vàng phải có hướng cùng hướng với cả hướng đình. Tức là lò hóa vàng đặt tại vị trí đó, nhưng không được có chuyện là ngược hướng, vì hướng đình là một. Không được nhìn ra cái phần mặt đường phụ là hai, mà phải định khí là nhìn ra đúng cái mặt chính, là vẫn phải nhìn ra hướng đông. Toàn bộ khu hậu này đợt tới sẽ tu tạo sửa chữa lại là kín hết, chứ không được để hở này. Ngày xưa là vốn là cả một chiền dài thì là cùng là đất, đến cái đoạn mà gần những cánh đồng thì là có đường bờ rào, nhưng đường bờ rào cây cao, nhưng mà do bây giờ là tự nhiên là nhiều cái vấn đề xảy ra thì lại là thành ra đất của dân này, xong rồi đất chùa vân vân, do các cái nhu cầu về phát triển Phật giáo vân vân thì là nó khác đi. Thì bây giờ chúng ta dựa trên thực tế để cải tạo sao cho nó phù hợp nhất. Phần hậu là bao giờ cũng phải kín tổng cao tường phần hậu, chúng ta nhớ như thế. Khi nói đến cái kiến trúc của đình làng ấy, thì cái mái đình nó vô cùng quan trọng. Thì ở đây ấy, là Song Hà đã quan sát phát hiện ra là cái mái mặt tiền đấy lại cao hơn phần mái hậu, cho nên là chắc chắn cái phần mái này này là sẽ phải có sự chỉnh sửa, chứ không thể nào mà để mái cái phần mái mặt tiền ấy là cao hơn hẳn so với mái phần hậu. Trong phong thủy thì được gọi là khuyết sơn ấy. Khuyết sơn vô hậu thì cái phần mái này một là phải bằng với cả mái mặt tiền, hai phải cao hơn mái mặt tiền, chứ không được phép là thấp lại như này. Là các cụ làm là mái trước và mái sau bằng nhau, đúng không ạ? Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ làm đúng theo cái nguyên bản của thời xưa ấy, thì là bao giờ cũng là rất là chuẩn chỉ. Khi mà tiến hành tu tạo sửa chữa các công trình cổ đã được nhà nước chứng nhận là các di sản ấy, là phải có sự tham khảo các cái bậc tiền bối, các cái cụ cao niên trong làng để biết được cái lịch sử trước đây là cái kiến trúc ra sao, và nay phục hồi trên cái nền tảng. Bởi vì là ngày xưa ấy, phong thủy
là các cụ rất là thâm sâu, rất là sâu sắc. Nên là tất cả các việc các cụ đều đã tính toán để chuẩn chỉ với phong thủy rồi. Xin là cảm ơn chuyên gia Song Hà đã chia sẻ những kiến thức ngày hôm nay và cảm ơn bác Nhã. Vâng, và qua đây thì khán giả có thể hiểu rõ hơn những nguyên tắc phong thủy của đình chùa và những nơi mà địa phương đang có nhu cầu tu sửa, thì qua đây thì cũng có hiểu được hơn những kiến thức ạ. Và xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau.